Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tánh, thức, ý, tâm không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là tu hành. Bị ngoại cảnh chuyển tức là đọa lạc. Hỏi: tánh, thức, ý và tâm khác nhau như thế nào? Đáp: như đứa con nít mới sinh ra đời rất là vô tư, không có quan niệm gì về mình, về chúng sinh, về thọ mạng, thì đó cũng ví như là tánh. Khi đứa con nít biết được làm sao để bú sữa mẹ thì đó ví như là thức. Sau khi uống sữa mẹ lại biết mặc áo, không mặc áo thì cảm thấy lạnh, biết hổ thẹn, rồi cảm thấy đói, khát, lạnh, nóng thì giai đoạn đó ví như là ý. Cho tới khi lớn lên, lúc đó lại muốn cái này, cái nọ, đó là có tâm. Vậy, đây là bốn thứ tâm, nhưng cũng có thể nói là một. Chúng nó hỗ tương quan hệ không thể phân ly được, vì cùng một nhà. Tuy là bốn danh từ khác nhau nhưng bản tánh lại là một. Nghiệp là hậu quả căn bản mà chúng tạo nên. Bây giờ nói rộng ra một chút, thế nào gọi là Phật? Tánh tức là Phật, thế nào là thần? Thức của mình tức là thần. Ý là tâm phân biệt, và tâm là sự phát sinh, suy nghĩ, vọng tưởng. Bản tánh thì lúc nào cũng quang minh, sáng suốt, không có mình, không có người, không có rơi vào số lượng. Nhưng khi có thức rồi thì rơi vào danh số, rớt vào phân biệt. Ý cũng là sự phân biệt, cũng gọi là thức thứ sáu. Thức này so ra thì rất vẩn đục. Ngược lại, thức thứ bảy và thức thứ tám thì thanh tịnh một chút. Thức có tám loại: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý là sáu thức đầu, cộng thêm thức thứ bảy và thức thứ tám. Bản thân của thức thì không phải là tám cái, mà vì trên mặt danh từ nên phải phân làm tám. Nhưng nói một cách tổng quát thì chỉ là một. Một nhưng lại có tám cương vị khác nhau. Tuy có tám cương vị khác nhau nhưng vẫn do một thức chi phối, khống chế. Tám mà một, một mà tám. Tám không ngại một, một không ngại tám. Từ nơi một sinh ra tám, từ nơi tám thâu hồi thành một, đó gọi là thức. Ý tức là tâm phân biệt của mình, tức là thức thứ sáu. Tâm không những phân biệt mà đầy rẫy vọng tưởng. Trong sáu thức đầu có thể nói là loại có tánh chi giác, là do nơi lục căn phát sáu thứ chi giác đó. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phát xuất ra thấy tức là thị giác, nghe tức là thính giác, ngửi tức là khứu giác, nếm tức là vị giác, sờ tức là xúc giác, hiểu tức là tri giác. Con người tạo tội nghiệp là do ở nơi sáu căn đó, tu hành cũng từ nơi sáu căn này. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối thì đó chính là tu hành. Nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển thì tức là đọa lạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.